Đến với thư pháp hội họa từ rất sớm, Trương Lộ lĩnh giáo một nền giáo dục căn bản từ các thư gia danh tiếng chợ lớn những năm 60. Bền bỉ rèn luyện, đến nay ông đã trở thành một bậc thầy trong làng hội họa thư pháp vùng Sài Gòn chợ lớn và mỹ thuật Việt Nam. Dấu ấn trong các tác phẩm của Trương Lộ chính là những sáng tác rất đời. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật hội họa cổ điển, kết hợp với đôi mắt quan sát tinh tường về nhịp sống hiện đại. Đặc biệt là các tác phẩm đề tài về thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt các giải thưởng của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Hội Mỹ thuật Việt Nam như Chợ Lớn, giải A năm 2015, Sáng sớm trên kênh Tàu Hủ, giải C năm 2016. Các tác phẩm về Chợ Lớn được họa sĩ Trương Lộ thể hiện mạch lạc, chi tiết, ảo diệu. Vì vậy, khi thưởng lãm tranh của ông, người xem có cảm giác như đang đứng trước không gian thực tại với tầng tầng lớp lớp các đường nét, gam màu, hình khối. Tất cả hòa quyện, tôn nhau lên để tạo thành một tác phẩm hội họa sinh động, gần gũi và rất thực. Cái môn này nó thuộc về văn hóa nghệ thuật cổ điển từ xưa đến nay rồi. Mà hồi xưa tức là tôi tiếp xúc với cái môn này mà hồi đó học tới cái quá trình mà thành họa sĩ đó, tôi cảm giác nó có nó giống như thầy dạy mình đó, là nó dạy hai thứ. Đó không phải chỉ có dạy mình vẽ thôi, nó còn dạy về cái văn hóa cổ điển. Đó có, tại vì cái môn này có dính líu về cái văn hóa cổ điển. Giống như mấy cái nó còn dính líu về thư pháp nữa. Cái văn hóa cổ điển là giống như thơ đường nè. Cái từ nè. Mấy cái văn chương, lời nói của cổ dân này giống như Khổng Tử, Lão Tử, nó có dính cái đề tài, nó luôn luôn nó có dính điếu về cái đó. Trong số các thể Triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo của nghệ thuật thư pháp, họa sĩ Trương Lộ sở hữu lối viết triện thư với những đường nét hoa mỹ, bút lực dồi dào. Bên cạnh thư pháp, các tác phẩm thủy mặc theo kiểu cổ điển với các đề tài như tứ bình, tứ thời, cách tích truyện vẽ nên từ tiểu thuyết chương hồi cổ điển, sách thánh hiền cũng là một mảng đề tài được Trương Lộ thể hiện để giữ lại những kỹ pháp hàm thụ từ thời niên thiếu. Tuy nhiên, những tác phẩm mang vẻ đẹp đời thường vùng chợ lớn vẫn là bộ tranh độc đáo hơn cả của ông. Lấy kỹ thuật công bút làm nền tảng, những đường nét về chợ lớn với các dãy nhà liên kế, với bổ trụ lan can quen thuộc, những tháp tầng bề thế của chợ Bình Tây những năm 60 mà nay đã không còn. Cả những góc nhỏ tồi tàn của dãy nhà ổ chuột liêu xiêu trong xóm nước đen. Tất cả được hiện lên rõ mồn một, biểu đạt tối đa vẻ đẹp của ngôn ngữ hội họa. Chỉ với vài chấm phá uyển chuyển, dòng kênh đen trở nên thơ mộng. Những rách nát của mái tôn, vách nhà quyện vào nhau. Đó là một lối thể hiện đẹp và đầy nên thơ. Thì cũng là do cái nhiều lần xem triển lãm thì thấy là cái thích cách mà thầy thể hiện trong những cái tác phẩm nên mới tìm đến thầy. Thì trong quá trình học thì tôi thấy cái chính của cái tranh thủy mạc này chính là cái tu dưỡng về đạo đức con người là chính. Thì trong quá trình dạy thì tôi có cảm giác giống như là có hai người thầy vậy. Một là thầy dạy về bút pháp thủy mạc, còn một là thầy tự nhiên. Những nét cọ với công bút, ý bút, rồi bán công ý của họa sĩ Trương Lộ vẫn cứ thế bay bổng. Ông miêu tả chợ lớn bằng cảm xúc của người sinh ra và lớn lên ở đó. Chất đời ấy hẳn là một nét độc đáo riêng trong họa pháp của Trương Lộ. Và đây cũng là một nét đẹp riêng giới thiệu vẻ đẹp chợ lớn xưa và nay bằng kỹ thuật thủy mặc truyền thống của người Hoa vùng chợ lớn.